vẫn là Lộc Villa với một tình huống đá biên. Bóng được nhồi cho Trọng Anh, khá nguy hiểm. Lại là Lộc Villa, hợp lý dành cho Ngọc Tới. Bên trong là Trọng Anh và đó là tình huống dứt điểm. Không được. Phải cho bóng vào bên trong. Hiếu Mèo! Quá hay, quá đẳng cấp. Đó là những gì mà Hiếu Mèo đã thể hiện trong hai trận đấu của FC Ma Tây. Trận đấu đầu tiên với Yên Liều thì Hiếu Mèo cũng đã có một tình huống đánh đầu quá tốt. Và trong tình huống vừa rồi, lại một lần nữa là Hiếu Mèo. Thật sự là đẳng cấp. Có được tinh thần thi đấu và lại là Hiếu Mèo. Không vào. Lần này thì Đình Nam đã chơi xuất sắc. Thật sự vẫn đang là một bài toán khó giải dành cho đội bóng của Enmo. Hoàng Bố không vào. Có lẽ sẽ là một tình huống phối hợp đá phạt. Đây là Lộc Villa. Vẫn chưa được hiển canh. Không vào. Không được. Được cho bóng lần này là Hoàng Bố. Rất chính xác. Một tình huống sút bên thì quá lạnh lùng của Hoàng Bò. Và tỷ số đã được quân bình là 1-0. Lộc Villa dứt điểm quá nguy hiểm. Ngọc Sơn rất khéo ở đây là hiển canh. Quá hay, quá đẹp. Vâng, sẽ có một loạt các thẻ vàng để dành cho ban huấn luyện bên phía của Enmo về lỗi ăn mừng quá khích. Chúng ta được phép ăn mừng nhưng chúng ta không được lao vào sân. Phải chờ bóng khá nguy hiểm của Hiếu Mèo. Rất nhanh tới từ Hiếu Hino. Hiếu Hino. Cơ hội của Trọng Anh. Chưa được. Đây là Nam Anh. Không vào. Ở đây cũng được coi là trận cầu tâm điểm. Quá nguy hiểm. Hiếu Mèo dứt điểm. Hiển canh. Lộc Villa. Không phải là pha dứt điểm mà lại là một đường chuyền. Hiếu Hino. Không phải, đó là Trọng Anh. Vâng, như vậy là bàn thắng. Quá hay. Bàn thắng đã xuất hiện trong tình huống phối hợp đá phạt của các cầu thủ công an Yên Mô. Ngọc Tới là người đã điền tên mình trên bảng tỷ số. Và xin trọng tài cũng sẽ có sự thay đổi người tới từ phía các cầu thủ FC Mơ Tây. Hiếu Mèo. Không được. Hiếu Mèo. Vũ Ất. Vũ Ất mới vào sân. Vâng. À, chúng ta thấy được sự thay đổi người quá hay tới từ ban huấn luyện bên phía các cầu thủ công an Enmo. Rõ ràng là Vũ Ất vào sân và sẽ phù hợp với lối chơi phản công nhanh. Đó là một tình huống tự làm tự ăn của Vũ Ất sau một đường chuyền của Đình Nam. Không được. Sau giải đấu lần này thì chúng ta đón nhận rất hợp lý dành cho Ngọc Tới. Vũ Ất không được. Hiếu Hino. Đó là bàn thắng của Hiếu Hino. Tỷ số được nâng lên là 5-1. Và đây là trận đấu có lẽ là sẽ có tỷ số cách biệt nhất từ đầu mùa giải đến giờ. Rõ ràng là sau trận thi đấu ra quân không được như mong muốn thì Hiếu Mèo rất chính xác. Tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 5-2. Bốn phút sẽ là thời gian bù giờ. Và xin trọng tài sẽ có sự thay đổi người. Phòng mơ. Dứt điểm. Không được.